Alo, xin chào mừng ông bà, cô chú, anh chị, các bạn đã trở lại kênh YouTube của Smile Lock ngày này. Thưa ngày này, thì hôm nay là cái ngày mà mình phát quà ở bên khu vực An Giang. Thì lúc đầu á, lúc mà live stream á, thì mình nói là 60 phần. Nhưng mà sau á, thì lại phát sinh thêm vài phần nữa đó nha. Là tổng cộng là tới 63 phần. Đó. Thì chút nữa thì cũng giờ này cũng sắp tới giờ phát quà rồi, thì chút nữa mình sẽ ra bên ngoài phát quà và quay cho cái nhà mình cùng xem. Thì sau đây là mình sẽ đọc tên những anh chị đã gửi tiền sau này và những anh chị mà mình đã đọc tên thiếu sót ở lúc mà mình livestream đó cả nhà. Thì chị dấu không phải chị Trinh 200.000 và chị Lâm Hồng Nga 2.3.000 và anh Trần Huy 500.000 và chị Nga 500.000 đó. Thì chỉ có chị chị Thí Ly, chị Thí Ly gửi hai, chị sẽ ly ở 200 đô là 4 triệu 6. Đúng rồi. Thì bây giờ mình sẽ ra bên ngoài và quay những sẵn cái món quà mà mình phát cho người nghèo. Nghe cả nhà. Thì cả nhà ơi, thì hiện tại bây giờ thì bà con cũng đã đến một khoảng cũng 2-30 người gì rồi, thì mình sẽ phát trước. Thì trước khi mình phát quà thì mình sẽ tổng cái số quà là những cái món quà nào cả nhà. Là một chai nước dầu ăn, một chai nước mắm, một chai nước tương, một bịch bột ngọt, 1 kg đường và 10 kg gạo, một thùng mì. Là mỗi một phần quà là 337.000. Rồi bây giờ ai ai có con số 1 thì vô trước đi. Hôm nay đó Tú. Tú mà phát quà cho mà mấy chị em nghèo. Em cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Rồi sau này cũng cầu chúc Mạnh Thường Quân mạnh giỏi, tinh tấn bằng ăn để khấm khá để giúp đỡ cho bà con. Dạ, cảm ơn rất Dạ, là nhiều. cảm ơn mấy bà con cô chú. Rồi. Có vậy nghe được không? Được rồi. Tao mới cắt cái chèn cái bộ. Nặng úi da, úi da. Đừng nổi không? Ra ra xe luôn. Rồi số 2 vô đi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân để giúp đỡ lúc khó khăn bạn nghèo ha. Được không? Để con cái từ từ mới được. Ở ra đấy. Nhớ chú Sáu rồi để bên đó cho bạn. À, thiếu này. Số 3 vô đi. Em không vâng. Rồi rồi. Em cũng ăn luôn. Ăn luôn này. Số số 4 đi. Đi hai chậm đó. Lãnh giùm hả? Ừ, đó đó. Đi hai chậm. Thôi rề bả qua đi. Rề bả qua để đây đi. Dạ. Ở đây để cô ấy tiếp cho. Rồi, rồi tiếp số 5 đi. Nói không, tôi
cái là mình đừng đừng có mỗi cái nào ok bà con mình nhớ nhận hoài nhớ cảm ơn mạnh quân giùm nha. Rồi số 6 đi, ai có cái số 6 giấu không có để quay. Số 6 chưa tới. Số 7, số 7. Rồi. Số 8 luôn, số 8 luôn. Rồi tiếp tiếp số 9. Từ từ đi, từ đi, để nó ôm quà rồi thấy vô. À, bưng ra tiếp giọng con đi. Bưng ra cho mình vô muốn đi. Ai mà nhận quà mà không cảm ơn là làm sao không có phát nha. Thấy chưa à? Ai nhận quà không rồi cảm ơn là lần sau là không có cho. Rồi số 11. Đi. Rồi em cảm ơn Mạnh Thường Quân nhiều lắm nha, giúp đỡ cho em nha. Rồi cảm ơn nhiều. Có cái gì để cái mic đây không ta? Để đây thôi. Không, để đây nè, không nghe đâu, để đây đi. Đừng lấy cái bào gạo này. Rồi số 12 đi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. mười ba hai luôn hả? Thôi nhận này trước đi, nhận 13 trước đi. Mười bốn còn hai phần. Rồi tới ba chưa tú? Chưa. 19 là tới 12 rồi 13. Còn 14 thì nhận phần tiếp theo luôn. Rồi, nè, em đang nhận đây rồi. 15, 15 vô. Thứ là nhận cho ai ạ? À? Thứ là nhận cho ai ạ? À? Nhận cho tôi với ai trời? Mày nghèo chứ hả? Cảm ơn anh Đình Quân nha. Mười sáu. Mười bảy luôn. Rồi. 18. Rồi, cảm ơn rất nhiều. 19. Để tao người bớt phái lại bên tí. Đi ra đây mình cho. Ăn lắm. Nó vừa đắng tung. Mới dài nữa đó, biết giúp người ta đó. Đây buông xuống đi. Không có tao đâu được. Cái họ nó kẹp mít, lấy cái mít luôn. Rồi ai 20, 21 gì đâu, vô đây, vô đây. 20, 21 luôn đi. Rồi cái rồi vô nữa. Từ phần đi. Ừ. Từ từ cho... Giờ hai bưng thằng này ra luôn hết hả? 21 kìa. 23. Là bưng cái gì ra cho hai đi.
đứa 22 à. Hai mươi 24 bưng nổi không? Dạ 25 cảm ơn luôn. Dạ 26 ôi. Yeah. 26 đâu à, 26 rồi. Ôm giùm trả kẹo quên. Vô đây tôi ôm cho thủ rồi. Rồi. Thủ vô đây rồi. 27 rồi lấy phần 27 chứ đi. 27 không? Dạ. Ờ 28. Kẻ tiền tiền vô tiền. 29. Vô kìa. 29 tiếp đi, 23 thôi sao? Ba để cái mít đi rồi. Nó cầm hoài sao mà kinh tiếp người ta. Ba mươi mốt ai mang số 31 mang vô. 31 mang vô kìa. Ai 31 kìa. Không có ai đi đâu rồi. 31 không có được qua tua. Để đây à, đến sau nhận. Rồi 32 tiếp tới 32 đi. Không có 32 vui đây luôn. 33 sao kỹ tạ ơi phát phi. 34 vô đây. Ủa đó nãy phát theo thứ tự không phát lộn xộn số đó. Dạ dạ. 35. 35. Dạo càng ngày càng xa rồi. Dạ. 36 luôn. 37 đâu? 237 vô. 37 đi. Rồi 36 lấy trước đi. Dạ dạ. 37. Rồi lấy từ phần đi, 38 chứ đi. 32. Rồi lấy phần 30, 39. Bốn chục, từ. Rồi, đúng, đúng mất đây. 3, 4 đầu. Cảm ơn anh. 42. 12. Rồi, bưng luôn. Cho nhiều quá này, ôm không nổi hả? Không muốn cho ít bất lợi. 43, 44, 2 phần. Rồi 43 bưng ra trước đi. Rồi vô lấy tiếp thằng 44 luôn. 45. 44 mà. 44 nhận rồi đó.
45 cái kéo rồi hả? Còn lấy 45 cái đi. Em 47. Chờ tới. Bốn sáu. Bốn sáu đâu có ai đâu. Đó, tao đang nhận một phần đó, còn phần nữa. Này bưng cái phần 46 này ra cho. Để đây đi. Thôi vô lấy cái này đi. Còn 47. Mấy à? 48 luôn. Chút mà lấy cho con mì đừng chua. Mì chua lắm nè. Lấy cho con mì đừng chua. Mì cái đó không chua, cái đó không chua. 49. Con đỏ không chua mà mì. Dạ, vậy này là gì cà tướng hay vậy? Này thấy là thấy hề chỉ không? Mày viết quá bèo rồi. Năm mươi chưa? Ủa năm qua đưa lại rồi mà. Chạy đi, nó giữ lên phần giống. Mấy vậy, mấy vậy? Số mấy vậy? Ờ, 2, 3, 2, 3, 3 đây nè, đây nè. Hai số nay kia không có người nè. 3, 2, 3, 3 đây nè. Rồi hai phần đó. Rồi tới số 50. 50 hả? Ừ. 50, 51 luôn. Hai cái. Nè bưng luôn đi. Hai cái gì gì không? Nói không mì lại, mì chua tôi ăn có được. Lỡ không có mì cho lại ăn cái gì? Thì không có thôi, tôi không lấy mì. Này phần đây hả? Phần đây hả? Còn một phần nữa hả? Quyền nữa hả? Rồi 52. Rồi. Tôi có 31 hả? Ừ, trả đồ trong năm lận nhà ra trễ ha, nó về. Ủa 31. Màu gạo này đổ rồi nè, tôi xuống đi. Không quay đâu, không quay đổ rồi nè. Đổ rồi nè, đổ rồi. Cái tùm ngon, cái tùm nhẹ rồi. Để thấy ra đổ rồi. Về để ra gì đi. Rồi 31 lấy này thằng nạm đi. Dạ dạ dạ. Trời ơi, sao mà lựa chọn quá trời biết. Thôi bà thông cảm giùm đi. Làm sao chứ không có tên với người này rồi. Ai mà lựa chọn quá là sao không có tên đâu. Cho là đồ, đồ cho mà đồ không mà còn lựa chọn nữa. Đó, tại vì nó không ăn. Chứ gì chứ. Không ăn đói cũng phải ăn à. Mà sao không ăn được. Cho mà kén chọn quá, thôi cho mẹ rồi. Mấy người này lần sau là không có ghi tên mấy người này nha, mấy người là chọn không chọn nè. Có ai mấy số 53 không? Đính ruột. Đây hả? Ờ lấy đi. Cảm ơn nha, nghe em luôn. Rồi có ai cầm số nữa không? Có ai cầm số không? Ai cầm số không kìa? Chắc hết rồi vậy. Dừng xíu đi. Rồi bây giờ phát thêm những người đi sau. Người đến sau. Rồi ai có hiếu vô đi, chú có hiếu vô chú ơi. Giờ không, giờ số mấy vậy chú? Chú 56. Ủa 56 hả? Dạ ông kia sao vô trước không vô. Ông năm có sao đâu ạ, ông dặn giùm người ta. Ông này là ông trưởng ấp nha cả nhà. Ông này ông chuyên gia, ông đi nhận quà. Ông này là ông trưởng ấp xóm này, ông chuyên gia đi nhận quà đó mọi người. Rồi dặn hai phần đi. Phần này đấy phải không? Rồi. Cái
Rồi chú nhận lại luôn đi. Cảm ơn. Dạ. Thay mặt gia đình ta cảm ơn nha. Dạ 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 dạ. Rồi đây là phần. Đó một phần à? Đây phần nè. Ít ít nhẹ nhẹ hay gì? Ừ, để lần sau cho 5 kg thôi. Rồi. Rồi. Bây giờ thì bây giờ phát tiếp theo hai phần nữa, tại vì giờ không biết bà con không biết sao đi làm hay sao mà chưa nhận được á. Nhận giùm ai vậy? Của Dị Hạnh với cô Di. Rồi rồi rồi. Lấy giùm nha. Đi xem ra hả? Dạ, xem ra cả hết. Đi sống đi đằng, phải sạc. Ai biết không cô, biết không? Còn một giờ tao đánh hết trơn rồi, còn để nó quay chờ hoài đó. Không thấy ai nè. Sợ nó dẹp lắm. Cô chú anh chị ơi, thì cái video lúc vừa rồi cái nhà mình xem là mình đã phát ở bên khu vực An Giang đã là 64 phần quà. Thì tiếp theo mình chuẩn bị phát ở đây là 110 ha, 113 mà. 113 phần quà nữa, là mỗi một phần quà trị giá là 330.000, 337.000 á. 337.000. Thì tổng luôn ở đây và bên khu vực An Giang mình vừa phát xong là 167 phần quà. Thì mỗi phần quà là 337.000, 340.000 một phần. Thì bây giờ bà con ở đây đến cũng chưa có đầy đủ. Mình thì mình muốn phát một loạt một cho nó cả nhà mình xem nó dễ. Chứ bây giờ mình phát trước phát sau thì nó hơi khó xem cả nhà, đôi khi mất dừng tới lưu hoài. Nó không có được nhanh gọn. Thế bây giờ mình sẽ tạm dừng một xíu để bà con cô bác ta đến đầy đủ rồi. Mình sẽ bắt đầu phát như một người. Thì trước khi mình phát quà thì mình cũng xin cảm ơn toàn thể ông bà cô chú anh chị và các bạn đã gửi kinh phí và ủng hộ cái buổi từ thiện phát quà của mình kêu gọi ở tuần trước. Thì tuần này mình sẽ phát. Thì cảm ơn bà cô chú Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Thay mặt tất cả mọi người nhận quà, bà con nghèo, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha mọi người. Thì thưa toàn thể cô chú anh chị, thì bây giờ thì bà con cũng đã đến một số cũng khá đông rồi á. Thì bây giờ mình xin thay mặt những anh chị cô bác Mạnh Thường Quân trong ngoài nước, bây giờ mình xin được phát cái phần quà và một số đầu. Thì cũng rất là đông rồi. Thì bây giờ cô bác nào có số ha, thì kêu từ con số nhỏ nhất đến số lớn nhất đó. Ai có số thì đi lên gần trước đó. Thì bây giờ mình bắt con số 1 đầu tiên đó, mời anh chị nhận quà. Đứng đứng bình gạo đi, đứng đây cho. Rồi số 2 vô đi. Số 2. Số 4, tiếp tục số 4. Đâu 4 đâu? Chưa cầm đây. Con ơn cái con cảm ơn Mạnh Thường Quân nha. Rồi nói. À. Số 9. Dạo bưng lên đi chân. Lớn lên, nó lớn lên cho máy nó hút vô và nghe. Giờ số 10.
Chú mừng. Chú mừng. Lấy rồi. Số 11. Rồi, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Số 12. Rồi đi cho trống đi. 12 nè, cảm ơn Mạnh Thường Quân nè. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Ừ. Lớn vậy đó. Cảm ơn lớn lên. Nè chị ôm đi. Đi cầm bưng cho khỏi nhìn chơi thôi. Rồi. Số 13. Cảm ơn Mạnh Thường Quân nè. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đi. Giờ 14 luôn, khoan 14 lên đây đi. Ông ôm trước đi, rồi sao ông ôm lượt không nổi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân được rồi. Số 13 rồi đó, còn tới số 14 nè. 14 đâu? Đây đây 14 đưa cho nó. Rồi, cảm ơn Mạnh Quân luôn nè. Cảm ơn Mạnh Quân luôn. Rồi. Số 15 đâu? Ấy dạ. 15. Số 15. Số 15 đâu? Ngày gầm đâu? Ngày gầm. Có phải số 15 không? Số 15 đâu? Trúng rồi. Trúng. Không có 15, có 16. Có 16. 16 đây. Số 15 ta đâu? Cảm ơn Mạnh Quân luôn nè. Cái này 16. Không ai hết trơn. Số 15. 15 nhà ngủ rồi. Số 17. Cảm ơn Mạnh Quân nè. Đứng phức camera. 18 nè. Số 18 đâu? Phức camera. Rồi, cảm ơn Mạnh Quân nè. Cảm ơn Mạnh Quân. Phức quá. Số 15 không có ha. Qua đó đi. Dán mặt ha. 18. Rồi, đi. Số 19 đâu? Tôi quay luôn cho. 19. Đưa số 19 cho nó kìa. Rồi, cảm ơn Mạnh Quân nè. Rồi, còn số đó số mấy? 20. 20 phần 20 nữa đi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Rồi. Không cho ai bằng tiếp hết trơn. 20. Chưa chưa chờ cho ba đẹp phải đi giấy cho hả? Rồi số 21, bưng ra đi. Khoan để bưng cái này, bưng cái này cho trống cho ra đi. Cho ba đi cho lấy. Số 21 ai hả? Số 1 quả này nè. Đưa đưa cho ba đi. Cho ba đi đi rồi. Khoan. Khoan. Số này số mấy? Số 15 ấy nè, thằng số 15 Khoan đưa cho nó số 15 đi là rồi. Đâu 15 đâu? Số 21 thu chưa? Dạ rồi. Thu rồi phải không? Ừ. Số 15 nè. Cái này 15 nè, 15 mới đưa đó. Ừ. Đây nè. 15. Số 1. 4. 52. Khoan số 21 đâu? Số 1 dầu số 2. Rồi tao chưa mày. Rồi cảm ơn Mạnh Quân luôn nè. Số 22. Số 2 khoan chú đưa chưa Hoàng đưa qua. Đây. Rồi, 23 của chú Khanh. 23 của chú Khanh. 23 của chú Khanh là ôm ra. Số 4 đâu? 4 đây. Nè cảm ơn Mạnh Quân luôn nè. Nó lớn lên cưng. Nó lớn lên cho ta nghe. Ừ. Số 15. Ấy của Hà 25. 25 đâu? 25 của ai? Số 25. Đưa đây. Đưa đây cho tôi. Nè, cảm ơn Mạnh Thường Quân luôn nè. Cảm ơn Mạnh. Nặng quá mổ rồi. Số 26. Đây. Nó lớn lên. Rồi ai lãnh rồi đi ra ngoài đi cho nó trống trống đi. Số 7. Đó, rồi. Ừ. Số 8 đâu? Nói cảm ơn Mạnh Thường Quân lớn lên cưng. Có nhiều đó là có nhiều đó là lãnh được mới độ đó không chịu nói nữa. Số mấy? Số 30 phải không? 30. Ừ, 30 cây cưng, ôm đưa qua đây chú này đi. Ừ. Ai tới mà 31. Đậu số rồi đem lựa đậu con ơi. Đây cái 31. Có cái gì để vô không? 32. Số 32. Số 33 đâu? Số 33. 33. 33. Ừ. 34. 34 ôm đưa đây. Cô Yến. 34. Dạ 35 đâu? 35. Có gì đâu đận quá, xe giấy nè. 35 rồi đó. 36 đâu? Đây 36 đây. 36 đâu đây. Của con để bên ở đây. Cảm ơn Mạnh Thường Quân nha. 37 đâu?
37, đưa 37 cho vậy này em coi. Rồi cảm ơn anh Quân luôn. Bà đem vô đây, bà để cái giấy vô đây bớt đi. 38 đâu? 38. Cho đấy mà cầm không hết. Giờ khoan không có. 38. Rồi 38 đúng không? Ừ. Rồi đẩy ngoài nữa ơi. 38 được chưa? Rồi 39 đâu? 39 ở đây. 39 đó. Cảm ơn Mạnh Quân lớn nha con. 40. 40. Để đi chết. 41 đâu? À 41 42 đó thằng đó. Trong ly hả? 42 đưa cho nó luôn. Đây, cảm ơn anh Quân luôn, cảm ơn luôn. Cảm ơn con. Ôm đó con mở cho mở. 43. 43. Mà thì đấu qua đây giờ phục khúc cái khâu nhẹ này đâu không làm. 44 cộng 8 đi. 44 đưa cho nó đi. Rồi, 45. 45 của ai? 45 của cô. Ủa, túi này. Luôn ha. 45. Nè, cái bông mạnh quân luôn nè. Không nói. 46. 46 đó. 47. 47, 48. 47. 48 nè, cổ luôn. Của cổ luôn. Cái lô 48 đúng không? Ờ, 48 đó. 49 đâu? 49. Rồi chị này 50 hay vậy hả? 50 đây. 50, 51, 2 khúc hàng. 50. 50 nè. 50 đó. Rồi cái này 51, bưng ra. 50, 51. Rồi 52. 52. Cảm ơn Mạnh Quân nè. Cảm ơn Mạnh Quân nói ta. Hơi lớn lớn đi bà con ơi. 53. 53. Rồi cảm ơn Mạnh Quân cưng. 54. 54 đưa thằng 54. Rồi cảm ơn Mạnh. 55. 55 ừ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đi. Giờ 56 đâu? Đây, mới qua Mạnh Thường Quân luôn nè. Đó là 57. 57 đó nè. Giờ năm mấy? 58, đưa 58 ra cái nữa đi. 56 hút. 45. 56. Được rồi đấy. Đó là lấy này đi, 56 luôn. Bây vàng đó. 58 này, 59. 59 đâu? Chưa nha con, kêu số thôi bưng ra nha. Đúng rồi. 60. Này nè, 60 với 61 và 2 nè. Đây đây, đó 60 đó bưng thằng nữa. Dạ. 60 61. Rồi, 08 ơi Phan Thường Quân. 62 hả? 62. 62 bưng ra cho cái nó bưng ra ngoài đây chứ hả? Cầm anh cầm. 62 từ từ đi nó vô đi nó ôm. Khoan đây. Cái này lại đây, để này lại đây con mực. Rồi đem ra ngoài đi vô ấy. Không làm không nấu cho bà có lòng. Này này 62 phải không? Ừ, 62 đem ra cho nó đi. Đây, Mạnh cảm ơn Mạnh Quân luôn nè. Cảm ơn Mạnh Thường Quân lớn lên nè bà con ơi. 62. Ừ. Ở phòng quà nó phát luôn đi. Sao bà đâu? Khoan vô đầu cái tới ngân rồi đó. Ở trên rồi hai ơi, bây giờ dạ. Chỉ có đủ phiếu hết trơn rồi vậy hai ơi. Không đủ thằng. Đủ thằng hết. Biết bao nhiêu cho đủ. Ừ. À, bây giờ cho không thì cho gì thì được, cho gì mà cái số người ta không có. Ừ, đọc vậy đó. Đủ phần hết trơn. Đủ phần hết trơn rồi. Bây giờ ăn không biết nhiêu cho đủ. Đủ à. Lấy ra được. Chồng bị não cũng bệnh không mạnh dạn. Nằm tại chỗ. Ba phiếu và ba số đó.
ngồi đó đi, ngồi chơi chút xíu đi cho chút cho đông đông hả? À đông đông cái phát luôn. Nè, lấy không? Lấy có ba không? Để đi. Thì bà ơi, nói chung á, cái phần quà tổng ở đây á thì đã phát cho những người đã có cái số chân rồi. Bị gì ông chồng bị não không có cơ gạo ăn chú ơi, khỏi chú ơi thì biết giàu mà ngặt giờ không có. Bây giờ đó, bây giờ vậy thì mấy người kia cũng mấy người kia bây giờ con tiếp của người ta ra cho bài cũng không được, tại người ta đã có phần rồi. Bây giờ đưa cho bà thì người khác lại thiếu. Không thiếu đem đây đậu lấy số. Số nhiều gì hai có nhiều nữa cho hết. Nếu mà có thì đâu giữ làm gì đâu. Thôi bà thông cảm thôi con nghe. Coi coi tới được tới. Như đó là có à. Khoan khoan từ 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 từ. Rồi khoan. Rồi số 3 nè vô. Nè, cảm ơn Mạnh Thường Quân đã lớn lên. Đi ngoài chắc đi. À, tiếp tục phát nè. Ờ, tiếp theo nha. Số 14. Số 4 nè. Số 5 luôn. Số 5 đâu? Ba luôn hả? Số 6 nè. Số 6 rồi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân nè. Số 6. Số 7, số 8 luôn hả? Tháng 7 đi. Tháng 8 luôn. Tháng 8 luôn, để lên. Dạ. Tháng 8 của bả luôn đó. Thì cảm ơn Mạnh Thường Quân lớn lên. Rồi, số 9 đâu? Bảy mốt đâu? Nè, 71 nè, cảm ơn anh Quân luôn nè. 71 đâu? 71. 71 ấy. 71 bạn kìa. 73, 74 rồi cháu. Mấy nhiêu? 71 là đậu mà. Bà đậu giờ 72. 72, 72. 71 có 72. 72. 71 cho 72 nhớ. Đưa bà 73 này đây. 73 cho 74 luôn đi. Anh 71 cho 72 mất hả không? Đây này phát kêu không mua phát gạo mà còn nước khóc bây giờ. Dạ bưng ra ngoài đi là chắc. Bưng ra ngoài chắc đi chỗ ta chắc gạo. Bưng ra ngoài đi 4 giờ đó. Trời ơi, phát luôn trời. Quá giỏi quá. Quá dữ quá. Cho ba đem đi vào cái thả em ra. Giờ ai chú 75 vô nha. 72 gì vậy? Nó mấy rồi? 73, 74 luôn rồi. 75 nè. 75 là của ai? À. Cái đó mấy bảy mấy ạ? 76. Rồi đưa ra rồi, để lên con nhiều. Ừ. 76 đâu nè, cảm ơn anh Quân luôn nè. Rồi 71 72 nè, đưa vô luôn đi. Dạ. Được. Rồi gì chính. Thì tới mấy rồi? 76 rồi, 77 luôn. Quá tiếp rồi. Vậy tao khỏi làm tôi về luôn. 78. Cảm ơn đây. Kêu bạn lên. Rồi 80 thấy qua cho bả luôn đi. Thấy quá ta chứ. Hello, mệt hả? Mệt để trong ngoài làm. 81 nhớ đi. 83. Cái đó cho mày. 81 à. Cái đó là 83 nè. Đây. Ai 84 đâu? 84. Qua đây. Không để cho đàng hoàng coi. Ừ.
18 9 nè. 87 nữa. 87 qua đâu? Này nó chờ nó lấy lấy danh hiệu tôi luôn tận. Chứ. Quá mạnh quá. Tôi có đệ tử. Nãy mà tự phát hết tới nhiêu rồi? Rồi hết rồi, hết phiếu rồi. À, nói chung đó là con nói là cái tổng phần quà con đã phát hết rồi. Nhưng bây giờ bà ở đâu, bà ở đâu? Ở xã Hàng Hòa, bến chú ơi. Bà ở sông bến hả? Dạ. Ủa sao bà biết ở bến đây mà bà xin? Đi chạy đi mà thấy niệm Phật nè, rồi chạy ra về nè. Có nghĩa là bà chạy ngang rồi vô tình đúng không? Chú cho mang ơn chú ơi. Dạ. Hoàn cảnh mà như thế nào nó có nghe được không? À, chồng bị não rồi, vợ chồng mất con. Khổ chú ơi. Đây là con đây nè. Bà giờ nhiêu tuổi rồi bà? 62. 62 à, bà ở bên An Hòa bà. Hòa. Dạ. À, chồng, ba. Chồng mà bị gì? Chồng bị não. Bị não. Bị không giật hoài à. Bà có con cái gì không? Không có con. Ủa mình không có con từ lúc còn trẻ luôn hay là sao? À, còn trẻ luôn, không con luôn. Thì bây giờ con nói bà là những phần quà này là hoàn toàn con đã phát phiếu người ta hết rồi. Thì tất nhiên sẽ có người đến nhận. Dạ. Mà bây giờ con chiếc của người ta ra con đưa cho bà thì tất nhiên sẽ có người thiếu. Dạ. Thì thôi bây giờ con lấy cái tiền của con gửi cho bà ha. Dạ. Cái này bà tự về mà mua nha. Dạ. Con tại vì không có hết nè. Con gửi bà 200. Dạ. Dạ. Bà vợ tự về mua ăn với con mình mua... muốn cái nào bột ngọt ăn nè thì nè bà tự về mua 200 này về bà mua ăn. Thì bây giờ bà lấy số tiền này về mua gạo rồi mua cái những vật dụng nước tương mắm gì đó. Dạ. Bây giờ ha. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Rồi chín. Nín. Đó được phải không? Thưa bà cô chú ơi, thì 113 phần quà thì mình đã phát hết 97 ha. Ê, ở đây còn 7 phần 2, 4, 6, 7. Thì còn lại là 7 phần nữa nha. Thì những cái phần này chắc là mấy ông bà cụ rồi nọ mà đi đứng không được á, là không đến nhận được á. Thì cái phần này á, mình sẽ để lại và đây tới chiều coi có ai nhận hay không. Còn nếu không có người nhận mình sẽ mang đến nhà ha. Thì rất là cảm ơn tấm lòng của ông bà cô chú anh chị đã chung tay góp sức để cái buổi phát gạo từ thiện này hoàn hảo và tràn đầy ý nghĩa. Thì cảm ơn mọi người đã ủng hộ rất là nhiều. Thì lâu lâu mình sẽ kêu gọi như thế một lần để chia sẻ cho những người nghèo ha. Thì rất là mong được ông bà cô chú mạnh thường quân trong và ngoài nước ủng hộ thương tình và giúp đỡ cho những người nghèo, những người già ở Việt Nam. Thì cảm ơn cả nhà đã xem rất là nhiều. Thì chào mọi người. Hẹn mọi người vào tập sau nhé. Các bạn nha.